Đây, shop đồ cô anh Bảy xin chào cả anh em nha. Hôm nay là ngày 30 tháng 10, em sẽ lên kỳ máy là kỳ máy to. Máy từ size từ 10.000 đến 18.000. À, chỉ có trừ hai con máy Ben nha, trừ hai con Ben Mỹ nó ra, hai con Ben 5.500 là size nó là 5.500 luôn á anh em. À, máy thì bữa nay là máy bự không à. Nè, như là dòng máy Shimano, Shimano là bự 7 con này rất là hiếm. Coi như là Milan Max nè, Milan Max 8.000 nè, thấy không? Rồi XT 6.000 đó, anh em nào đó gặp XT 6.000 chưa? Thấy không, nó có cái miếng mũ đồng cước theo đồng cói đó, như là GS đồ nè, mấy con đẹp long lanh luôn à, như là mấy con này nè đẹp long lanh luôn, thấy không à, con trắng nữa nè, rồi con này size 5.000 nè, anh em gặp con máy nhỏ nhỏ thấy không à, nó hai con máy bự, hai con máy này hai size tầm 18-20.000 nè, hai con nó rất là bự. Nè, cặp máy này còn con Miller, con Diamond nữa, nói chung hàng nội địa Nhật không à. Đây hai con Ben Mỹ nha. Đấy. Tổng thể vô cái lô của em là coi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 con nha anh em. Lô hôm nay là lên 22 con máy. 22 con máy size bự. Là giá nó cũng là tầm 900 đến 2 triệu một con nha anh em. Tầm 900 đến 2 triệu 1 đó. Rồi, giá rất là cao nha anh em nào, nói chung là dòng này anh em nào thật sự có nhu cầu á nên lấy đó, nói chung là thật sự có nhu cầu á thì nên lấy một con về, nói chung là anh em để mình để chơi hoặc là trưng bày hoặc là sưu tầm đâu đó đó. Rồi lên máy nha anh em, nói chung hàng hiếm không à, anh em mua là không có lầm đâu. Khó lắm mà kiếm được mấy con mà như vậy. Như là con thứ nhất nè, lên nha anh em. Con thứ nhất nè, con Shimano là B7 nè, cái tên của nó là B7. Con này có logo hình con cá luôn nha, nó rất là tinh tế. Đây lô hình con cá luôn, bên đây thì có nước biển ăn xíu, giờ anh em chà ra là gã hết trơn à. Tay quay thì còn rất là ok, núm thì núm gỗ nha anh em, núm gỗ rất là to đó, cầm rất là vừa tay cho anh em cảo cá bự á. Cối thì cối kim loại luôn nha, con này có chơi lực luôn nha anh em, dòng Shimano mà kim loại á, anh em ít thấy nó chơi lực gian gì giống mấy con đai qua lắm, thấy không? Rồi đặc biệt con này nó có nè, nó chơi lực gian mấy con đai qua gì đó. Tại vì thường dòng Shimano nó chơi lực bằng cái dòng nhựa không à. Ít mà thấy mấy con mà chơi lực như vậy lắm. Nè, có cái phèn gà dây còn xây luôn nha. Có chơi lực dây luôn. Đấy, chơi lực các kiểu. Máy thì rất là êm mượt. Quay nhẹ một cái là gì nè. Nó lấy tay quay luôn. Lấy tay em quay luôn, thì chớn của nó. Con này size tương đương của nó tầm là đâu, coi cái thông số. Con này size tương đương là 14.000 nha anh em. Con này size tương đương là 14.000. 14 đến 16.000 lận á. Đó. Con này size tương đương 14-15.000 lộn. Cước 10 là cước 18 mà vô 150m nè, cước 20 vô 125m nè. Nó size tầm 14 đến 16.000 á, đâu có nhỏ đâu. Đó. Con này rất là hiếm nha. Rồi anh em nào lấy con này để cho anh em 1.500.000 nha. Con mã số 1 1.500.000 nha anh em. Quay rất là ok, mượt mà. Đó, thấy không? Nhẹ hiệu luôn. Tiếng kêu rất là đầm. Đấy. Con số 1 1.500.000 nha. Con số 2 là con nè, mấy cái dòng này là anh em rất là thích luôn. Có nhiều anh em hỏi mình về dòng này. Quên nữa, anh em nào chốt máy là giá máy cộng 30k phí ship nha anh em. Cộng 30k phí ship nha. Và anh em cơ xem anh em nhớ đăng ký kênh ở dưới đây nè, nhấn lên cái chuông nữa để khi nào mà em lên máy đó, anh em hay sớm mình chốt máy đẹp. Rồi con này con Daiwa Milan Max nha anh em. Con này chạy 3 bạc đạn nha. Con này là GS 8.000, con này size tương đương của nó tầm khoảng cỡ
À, con này size là 14.000 nha anh em. Con này cước số 14 vô 190m lận nè. Phen ra dây còn ok nha. Tay quay thì đổi tay trái phải mô bin sống nha. Có chơi lực luôn nha. Đó, dòng này có chơi lực luôn nha anh em. Đây. Mấy con máy bự này toàn đa số là có chơi lực à. Chỉ riêng cái dòng Olympic á là nó không có chơi lực, tại vì cái nó cái loại của nó là có sâu với lại nó mượt. Nó không có chơi lực. Đó, con này là con Daiwa Milan Max GS 8000. Size tương đương là 14.000, tay quay thì còn rất là ok. Cối thì có hoa văn nha. Đó, núm thì núm gỗ. Quay rất là nhẹ nha. Con này đặc biệt, con này có tắt tiếng kêu nha anh em. Nè, tắt tiếng kêu nè. Dành cho anh em nào không thích tiếng kêu á, nó tắt tiếng kêu được luôn nha. Tắt. Đó, rất là mượt. Rồi dậy gối hết trơn luôn rồi. Rồi con này con này để cho anh em là 1.4 triệu nha. Con mã số 2 1.4 triệu nha. Tại vì còn đẹp nha anh em. Máy là máy đẹp nha. Chứ không phải là máy máy gan bữa hổm có con Daiwa Milan Max mà còn 9.000 á, màu vàng á, nó bị xước xát nhiều á. Em để con đó tới 1.2 triệu rồi. Con này còn đẹp nha. Con này còn đẹp lắm. Rồi mã số 3 nha. Mã số 3 là con Daiwa XT 6000. Đó, con Daiwa XT 6000. Dòng này chạy bằng bạc đạn nha. Con này XT 6000, con này có đôn cối nha nè. Có miếng nhựa đôn cối. À, nè, có thông số về cối về hoặc là gì hết đó. Con này cước số con này size tương đương là cũng là 14.000 luôn nha anh em. Cước số 14 vô 190m có trợ lực luôn nha. Con mã số 3. Mã số 3 này vẫn có trợ lực luôn nha. Đây. Đó, vẫn có trợ lực hết nè. Rất là ok. Phen ga dây thì còn ok hết, đổi tay trái phải luôn. Dòng này đổi tay trái phải hết. Đó. Quay rất là đầm. Nhẹ. Nè, cái này nó hơi bị cứng nha, để em vô dậu cái nữa là nó nhẹ hiu à. Im không? Con mã số 3 nha anh em. Đó. GS 6000 hiếm nha. Mã số 3 là 1.2 triệu nha anh em. Mã số 4. Mã số 4 là con Letgo 700. Con này có hàng của Olympic nha anh em. Con này hãng Olympic nha. Olympic chạy 3 bạc đạn luôn. Con này size tương đương của nó là 10.000 nha anh em. Có thông số luôn nè. Cân nặng luôn. Là con này 675g. Gatio là 4.4. Phen ra dây có trợ lực, phen ra dây luôn nha. Con này có phá cối nha anh em. Con này dòng này không có trợ lực nha. Dòng Olympic là không có trợ lực. Mà bù lại cái là nó rất là mượt. Dòng Olympic nó mượt và nó đầm. Đó. Mượt với nó đầm, rất là đầm. Đó. Rồi con mã số 4 nha anh em. Con này mã số 4 nha. Mã số 4 để anh em 1 triệu nha. Mã số 4 1 triệu. Mã số 5. Đây, con mã số 5 là con Silverline nha. Silverline 4.000. Con này size tương đương của nó là Con này size tương đương của nó là 12.000, 10 đến 12.000 nha anh em. Con này size tương đương 10 đến 12.000, cước số 10 vô 205m, cước 12 vô 175m. Đó. Con này ratio của nó là hình như rất là cao. Con này hình như 4 chấm mấy á. 1 2 3 4. Đúng rồi, ratio của nó là 4 chấm Con này tầm ratio tầm 4.6 đến 4.7 nha. Con xíu vừa like 4.000. Tay quay thì còn sáng bóng luôn nha. Hàng thì có xước xát nha anh em, nhưng mà cối thì rất là đẹp. Cái khoen ga dây này là khoen sứ hồng luôn nha. Quay rất là nhẹ. Đó.
Nhẹ và mượt, không rung lắc nha. Đấy. Con số 5 anh em nào lấy để cho anh em là 900k nha anh em. Tới con số 6. Hàng trên hàng bắt đầu tới máy đẹp rồi nè. Máy đẹp siêu đẹp luôn. Con số 6 là con Daiwa GS 4000 nha. Dòng Spotlight, Daiwa Spotlight GS 4000, con này còn rất là đẹp. Mới nữa, xuất sắc cũng ít nữa, hoa văn quá đẹp luôn. Nè. Nè hoa văn nè. Thấy không? Tai cũng hoa văn núm gỗ nha anh em. Đó, con này size tương đương của nó là 8000 nha anh em, 8 đến 10000 nha. Cước số 8 vào 200m, cước số 10 vào 160m nè. Con này size tương đương 8 đến 10000 nha. Quay rất là nhẹ. Đó, quay rất là nhẹ luôn. Nè. Đó, quay rất là nhẹ nha, hình như dòng này có trợ lực cái gì á. Nè, có trợ lực nha anh em. Đó. Dòng này có trợ lực nha. Quên nữa, con số 5 cũng có trợ lực nữa nha anh em. Con xíu quay lại cũng trợ lực nữa nha. Đấy. Quay rất là nhẹ. Quá đẹp luôn. Không, máy đẹp luôn nha anh em. Rồi anh em là chốt con này là mã số, con này mã số 6 nha anh em. Mã số 6 1 triệu 1 nha. Mã số 7. Con này mã số 7 nha. Mã số 7 là Daiwa Spotlight XT5000. Daiwa XT5000 nha. Con này còn rất là đẹp luôn. Cấu thì ok nha. Con này size cũng tầm con này size từ 8 đến 10 ngàn luôn nha anh em. Con này size tương đương 8 10 ngàn. Cước số 8 vào được 215m lần. Cước số 10 vô 175m nha. Con này size tương đương 8 đến 10 ngàn. Nó rất là mượt nha. Dòng này có chơi lực hết nha anh em. Dòng này con nào cũng có chơi lực hết trơn á. Đó. Đây, máy đẹp nha. Đó. Da ban hết luôn. Quay rất là nhẹ. Đó, quay nhẹ cái nó đi nha. Con này ratio tầm 5 chấm á. Không phải không? Đi coi coi. 1 2 3 4 cỡ 4.6 4.7 nha anh em. Ratio 4.6 4.7 bằng con kia à. Đó. Con này mã số 7 nha. Mã số 7 cũng là 1 triệu 1 luôn nha anh em. Mã số 7 cũng là 1 triệu 1 luôn. Mã số 8. Mã số 8 là con thắng tài ha. Con XX 5000 LBS. Con đây qua. Đó, đây qua XX 5000 LBS. Cái này nó bị sức keo nè. Để nó dán lại. Dòng XX này không có trợ lực nha anh em. Dòng XX chỉ có nhông thao thôi. Nhông rất là đẹp. Nhông bền. Đó. Có thắng tay nha, bóp lại cái thắng nè. Anh em không chơi, anh em không thích chơi thắng tay tháo này ra, nó vẫn sử dụng như máy bình thường. Đó, sẵn sử dụng như con máy bình thường vậy đó. Nè, nó cũng vẫn đã tới lui rồi. Cái thắng tay nó trang trí cho đẹp vậy thôi, thắng vậy thôi. Đó. Chứ máy thì vẫn sử dụng như con máy bình thường nha, mô bin sống nha. Đó. Một bên sống đổi tay trái phải. Con này còn rất là đẹp nha. Mới luôn. Con này Daiwa XX 5000 LBS. Có thắng tay luôn. Rồi con này là con mã số 8 nha anh em. Mã số 8 anh em nào lấy mã số 8 này để cho anh em 1 triệu 2 nha. Con này nói trước quên nữa. Con này lỗi một cái là cái tay này. Cái tay này nó bị đóng cái miếng cây sắt nha. Tại vì nó bị mắc cái sắt zin hay gì rồi. Nha, đóng cây sắt này vô quay ok nha, không rung lắc. Nói anh em là lấy con này để mua em 1.2 triệu nha anh em. Con mã là số 8 nha. Mã số 9 là con này con Shimano nha. Con này con Shimano MIG 40S, còn rất là mới nha. Con này mới tầm khoảng 90%. Tay quay còn bóng luôn nè. Con này SA. Con này có cái chế độ là gặt cái tay xuống nè. Bóp cái này xuống, cái gặt cái tay này xuống nè. Cho anh em để trong cái cốp xe, phải để trong bị đồ nó không bị chổi. Đó.
ok hết nha. Con này có trợ lực nha anh em. Đây, trợ lực nè. Đó. Con này mới tầm 90% á, Shimano này nè. Này, rất là đẹp. Con này size tương đương của nó là, con này nó không có để cái thông số cước kia mà để 0.52 là cước 10. À có nè, có để khung cước trước nè. Cước 10 vô 225m, con này size tương đương là 10.000 nha anh em. Con này 0.52 là cước 10 là vô 225m. Con này size 10.000 nha. 10.000 mà nhỏ gọn quá. Quá đẹp. 10.000 mà nhỏ gọn. Quay rất là mượt rồi, quay nhẹ một cái thôi là đi nè. Đó. Đó, thấy không? Quay nhẹ một cái nè. Đó, quay bự, quay mạnh cái tiếng nó kêu quay ghê luôn. Đó. Quay một cái thôi. Quay nhẹ một cái thôi nè. Đó. Con này mã số 9 nha anh em. Mã số 9 nha. Mã số 9 là để cho anh em là 1.2 triệu nha. Mã số 10. Mã số 10 là con này, con DX500 nha. Bữa hổm em cũng bán một con này rồi, anh em cũng có hỏi đó. Con Ryobi DX500. Con này không có trợ lực nha anh em. Mà giọng thì nó rất là mượt. Anh em xài Ryobi rồi anh em biết. Đó. Rất là mượt, đầm. Đó. Mô bin sống nha, đổi tay trái phải nha. Cục phen ra dây bằng sứ. Đó. À, rất là đẹp. Nè, qua văn nè, thấy không? Qua văn cái tay nè. Ở đây cũng qua văn nữa nè. Núm thì núm nhựa. DX, con này size tương đương cũng là đầm 10.000 nha anh em. Con này size tương đương là 10.000 nha. Con mã số 10, size tương đương là 10.000. Rất là mượt. À, đổi tay trái phải luôn nha. Con này là mã số 10, 1.1 triệu nha anh em. Rồi lên tới hàng trên là máy VIP nè. Trên đây là máy VIP rồi nè. Mã số 12, 11. Đây còn 11 là con Daiwa SS 5000. Đây Daiwa SS 5000. Anh em nào chơi dòng SS anh em đã biết rồi. Còn mới chát luôn. Quá mới rồi. Con Daiwa SS. Đây. Logo nè, mấy người Ai Cập mà. Tượng trưng cho như Ai Cập hay gì đó. Nè, toàn nè. Logo hoa văn quá đẹp. Con này size tương đương của nó là 10.000 nha anh em. Con này size tương đương là 10.000 nha. Phen ga dây ok. Đổi tay trái phải, mô bin sống luôn, đúng gỗ luôn. Quay nhẹ cái là mượt nè. Có tắt tiếng kêu luôn nha anh em. Con này có tắt tiếng kêu luôn nha. Đó. Tắt tiếng kêu luôn. Đó. Đây qua SS. Rồi con này là con mở xà mã số 11 là 1.3 triệu nha anh em. Mã số 11 là 1.3 triệu nha. Đó. Mã số 12. 12 này thì khỏi chơi luôn. Mã số 12 hàng hiếm nha anh em. Olympic. Chạy 3 bạc đạn. Dòng tốc độ cao. Cối thì cối là cối kim, cối inox thì quá sáng rồi. Cối này có inox Olympic. Có nè, cân nặng 690g, ratio là 4.6 nha anh em. Dành cho anh em đánh xa bờ rồi được rồi. Hàng của Japan. Quá mới rồi. Mới nhưng mà cũng có xuất sắc nha. Nè, cũng có xuất sắc nữa nè, thấy không? Khoen ra dây thì bằng sứ hồng. Quá trời đẹp. Quay nhẹ một cái rồi quay đi đi. Đây. Quá trời đẹp à. Con này. Nó dành cho anh em là sưu tầm nha. Sưu tầm. Là về câu ít đi câu á, đem ra để khoe với anh em nè. Rồi con này mã số 12 nha. Mã số 12 để cho anh em là 1.5 triệu nha anh em. Mã số 12 1.5 triệu nha.
Mã số 13. Mã số 13 là con này, con cùng con này cũng là DX nữa gì nè. Con này cũng hàng Ryobi nữa. Con này của hãng Ryobi hay gì? Olympic nha. Con này hãng Olympic nha anh em. Con này rất là đẹp. Cái hoa văn hình có mấy con rồng nha. Nè, hình con rồng nè. Nó rồng bay lượn. Gatio con này 4.1 nha, dòng Olympic. Đó. Con này size tương đương. Size tương đương con này cũng là 10.000 luôn nha anh em. Quên con nói con này nữa. Con này size tương đương của nó là con Olympic. Con này size tương đương là 8 đến 10.000 nha. Con này 8 đến 10.000, tầm khoảng 9.000 giữa, khoảng 9.000 thôi. Con này cũng vậy, con này size tương đương tầm 90.000. Rất là đẹp. Cái cối còn bóng luôn. Đó. Đó, dòng Olympic. Thấy không? Olympic nha, còn đẹp nha. Không có chịu lực nha anh em. Dòng này nó đẹp thôi, nó không có chịu lực. Đấy. À, bà con này nó bị bãi cái này một xíu nha. Cái này biết là để chống cái gì thôi. Nó có bị gì đó thôi. Con này 6.000 ếch. Size tương đương con này size tương đương là 10.000 nha anh em. Rất là mượt. Rồi, con này mã số 13 nha. Mã số 13 nha anh em. Mã số 13 là 1.4 nha. Mã số 14. Mã số 14 là con này là con Daiwa nha. Con Daiwa là con USA ha anh em. Daiwa là sức Mỹ nha, US nè. Đó. Daiwa của US. Con này là hàng Mỹ nha anh em. Con này hiếm à, con này khó gặp á. Con này Daiwa 11 11 nè. Daiwa 11. Con này size tương đương của nó là 12.000 nha anh em. Con này size tương đương là 12.000 nha. Có chơi lực luôn nha anh em. Con này có chơi lực nha. Mô bin sống đổi tay trái phải nha. Con này có chơi lực luôn nha. Rất là mượt. Đó, dành cho anh em là thích tiếng kêu lớn nè. Quá là mượt rồi. Quay nhẹ một cái gì nè. Đó. Tiếng kêu quá đã luôn. Con này hàng của hàng con này của US nè anh em, USA nè, đó. Con này là của USA luôn nha, đi thiết kế và gì đó. Đấy. Con này mã số 14 nha anh em. 14 nha. Mã số 14 để anh em là 1.4 nha. Nói chung là hàng anh em là để siêu tầm. Hàng này để là siêu tầm. Mã 15. Mã 15 là con Olympic Simba Zebra gì nè, con này hình con ngựa. 5.000. Con này 5.000 hơi hiếm nha. Quá là mới luôn, mới chát luôn. Con này khỏi chơi lộ bột của nó rồi. Con này Gatio 4.78 nha anh em. Nặng 720g. Mô bin sống đổi tay trái phải nha. Size tương đương là 10.000 nha anh em. Con này size tương đương 10 đến 12.000 nha. Đây, cái đồ mượt với con này thì khó chơi à. Cái dòng Olympic này nó mượt dữ dằn luôn. Quá là mượt luôn. Rồi, mã số 15 nha. Mã số 15 1.2 nha anh em. Mã số 16. Mã số 16 là con máy. Đây, con máy này về anh em chỗ châu á, chứ câu cái gì. Nè, ba lớn nè, hai bàn tay nhập lại nè. Con này con mã số 12 là con máy bự nha. Con này size tương đương của nó là con Olympic size tương đương của nó là con này tầm 18.000 nha nè. Con này size 18.000 luôn nha.
Cái thằng nó thì có hơi bị muối ăn chóc sơn nhẹ. Đây, quá là bự rồi. Con gì nó bự dữ, không biết có trợ lực cho anh em. Rồi mình có trợ lực luôn nha. Cái cốt nó bạnh kỳ đó, cốt này với cốt mấy ly không biết. Đây nè. Để em đo cái cốt nó coi coi mấy ly. Quá là bự rồi. Cốt 7 ly nha anh em. Cốt 7 ly. Có trợ lực luôn. Quay nhẹ nha. Nhẹ mượt. Cái cối trà bá luôn. Mã số 16, dòng Olympic nha. Có trợ lực luôn. Size 18.000 nữa. Vãi thiệt. Con này mã số 16 nha anh em. Đó, quay rất là mượt. Dành cho anh em đi săn hàng khủng, săn khủng long, săn cá mạp. Đấy. Con này size là 16.000 nha anh em, phải 18.000 nha anh em. Quá là bự rồi. Rồi, con này 1.6 nha anh em. Mã số 16 là 1.6 nha. Mã số 17. Mã số 17 cũng bị gan luôn, con Olympic. Olympic này là con Will 808 nè, cái bát này hàng giả ben hết nha anh em. Con này size tương đương của nó là nè, có thông số luôn nè. Cước số con này theo tính theo Shimano á là con này size 20.000 á. Con này size cước 18 vào 200m, cước 20 vào 180m. Nặng có nặng luôn nè, nặng 1 kg 20 gram. 1.020 gram. Gatio là 3.2. Đó. Size tương đương là tầm 18-20 ngàn. Trời ơi, con máy nó bự kìa. Kinh thiệt chứ. Phen ra dây bằng sứ nha. Có trợ lực gì phen ra dây biết luôn. Đó. Bây giờ cái này là cũng là trợ lực luôn nha anh em. Cốt là cốt trợ lực luôn nha. Bữa nay có hai mấy con mà giới thiệu rất là lâu. Dòng này cho anh em nào về đánh. Đây, cốt cũng cắt cốt cũng 7 ly nữa quá. Cho lực. Về anh em kéo trâu kéo bò. Rất là một. Olympic thì anh em biết rồi, rất là một. Đó. Chạy ba bạc đạn nha anh em. Chạy ba bạc đạn luôn. Đẹp, rất là đẹp. Coi size tương đương tầm 18-20 ngàn nha. Cũng là 1.6 luôn nha. Mã số 17 nha anh em. Mã số 18. Mã số 18 là một cặp luôn nè. 18-19 là một cặp giống nhau nha. Con này đặc biệt của nó là ratio của nó nè. Anh em thấy mấy cái máy kim loại mà ratio 6.2 chưa? Con này nặng 675g nè. Size của nó là size 10.000 nha anh em. Size tương đương 10.000 nha. Con này con Letgo. Cái Letgo V gì đó, 700. Dòng này HS gì nè. Size 10.000 nha anh em. Máy rất là đẹp. Máy đẹp nha. Đây, quay nó nhanh, ốc mà nổi luôn. Size luôn là 10.000. Gatio là 6.2 nha anh em. Con này Gatio 6.2 bởi nó quay nhanh lắm nè. Quá là nhanh luôn. Một cặp luôn nha anh em. Đó. Con nó nhanh kìa. Mã số 18 nha. Mã số 18 nha anh em. Mã số 18 là 1.4 nha. 19 cũng vậy luôn. 19 cũng là 1.4 một con luôn. Nó quay ốc mà nổi luôn. Nó cũng là con Letgo. 18-19 là giống nhau nha anh em. 18-19 giống nhau nha, một cặp luôn nha. Gatio cũng là 6.2 luôn. Ây da, ây da. Cái mã số 20. Mã 20 là con Daiwa con Diamond Mikan No 106 nha. Dòng này cạch bon nha anh em.
Dòng này là carbon nha. Dòng này là full carbon nha. Tay quay kim loại. Dòng này full carbon, tay quay kim loại. Bị lỗi là bị gãy cái thanh gạt chế độ nè, nhưng mà nó đang ở chế độ chống đảo ngược. Nên anh em chỉ cần chế độ này thôi. Chế độ kia anh em đâu có câu đâu. Nó nó bị lỗi gì đó. Kề quay rất là mượt nha. Con này size tương đương của nó là tầm con này cước vô nhiều nha, 0.7 vô 140 mét lần trời. Con này size nó là 14.000 nha anh em. Con này size 12 đến 14.000 nha. Con này size tương đương 12 đến 14.000. Khoen ra dây bằng sứ luôn. Đổi tay trái phải nha. Mô pin sống nha anh em. Chỉ có lỗi là bị gãy cái này thôi. Anh em về anh em làm lại là đã gì câu vẫn ok. Mình đâu có câu chế độ sai ngược chi. Đó, đuôi chuột nha anh em. Đó, con này anh em nào lấy để cho anh em 1.2 triệu nha. Mã số 20, 1.2 triệu. Rồi, hai con Ben. Hai con Ben này là con hai con Ben Mỹ nha. Đây, hai con Ben Mỹ nha anh em. Made in USA nè, thấy không? Có đóng mắt Made in USA. Con này là con Ben 550SS nha. Con này Ben 550SS. Rất là đẹp. Đó. Dòng Ben này có chịu lực hết nha anh em. Dòng Ben này là có chịu lực hết nha, bằng thao luôn. À, quá đẹp. Size là size 5.5 nha anh em. Cước cái này nó không có để cái thông số ta. Gatio là 5.1 nha. Gatio là 5.1. Ben 5.5. Cái thông số cước của nó không có để ta. Có nè, không cước 0.28 là vô 330 m. Nó cùng xài cũng tầm cỡ 5.5 chứ xài nó cũng tầm khoảng cỡ 6.000. Đó. 5.5 nha. Gato 5.1 nha anh em. Một con là 2.1 triệu nha anh em. Con này Ben này là 2.1 triệu nha. Con 550 SS 2.1 triệu nha. Máy thì có hơi chốc sơn nhẹ ở đây nè. Đó, chốc sơn nhẹ ở đây nè. Còn hoạt động thì rất là ok rồi, rất là mượt rồi. Đó. Đó, thấy không? Quá là mượt. Con này thì con Ben anh em là chốt thì chốt Ben tên nha. Ben 5.500. Con này 5.500 SS nha anh em. Con kia thì 550. Con này 5.500, con này Gato 4.6. Nó con nào cũng vậy hết trơn. Mượt. Con này con Ben này là 2 triệu nha anh em. Con Ben 4.6 này là 2 triệu nha. Đây. Ben của Mỹ hết nha. Made in USA hết nha anh em. Mô bin sống đổi tay trái phải hết nha. Dòng này mô bin sống đổi tay trái phải hết nha. Rồi. Chào anh em nha.